Take a trip to my Chào bạn, trong năm nay thì HTC không những nâng cấp sản phẩm cực kỳ cao cấp, hãng còn rất chú trọng đến cái thiết bị tầm trung, đặc biệt là những cái sản phẩm mà có giá từ 7 triệu trở xuống. Chúng ta biết rằng chiếc HTC Desire 8162 SIM đã rất thành công tại thị trường Trung Quốc và sau đó đã được phân phối chính hãng về Việt Nam. Và tiếp theo là sản phẩm HTC Desire 610 và phân khúc tầm trung trong cái khoảng giá 6 triệu thì nó cũng được giá khá cao. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn chiếc HTC Desire 616. Đây là một thiết bị 2 SIM và trong cái tầm giá 5 triệu mình cũng đánh giá khá là cao sản phẩm này. Nó sở hữu một cấu hình rất là cao, bên cạnh đó là hỗ trợ giải trí rất là tốt. Và ngay sau đây mình sẽ có bài mở hộp trên tay nhanh cái sản phẩm này. Sản phẩm trên tay mình thì hiện tại nó mới chỉ được phân phối thị trường Trung Quốc. Khi ra mắt thì nó sẽ có hai màu đen và trắng truyền thống, mà sau là rất nhiều thông số nổi bật. Và cái chiếc Desire 616 này sẽ hỗ trợ 2 SIM. Về phần phụ kiện bên trong, đây là một chiếc Desire 616 phiên bản màu đen. Bên trong thì mình sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra thì chỉ có duy nhất ổ sạc và kèm theo đó là một chiếc cáp kết nối micro USB, và như vậy sẽ không có tai nghe. Về mặt thiết kế thì chiếc Desire 616 thì nó mang cái dáng dấp khá là giống chiếc HTC Desire 610. Tuy nhiên kích thước màn hình của nó đã được nâng lên, đó là màn hình 5 inch so với 4.7 của sản phẩm trước. Ngoài ra thì các bạn thấy ở cụm loa phía trên thì sẽ rất là giống chiếc HTC One M8, tuy nhiên nó sẽ không có cụm loa phía bên dưới. Và rất tiếc là sản phẩm này nó không hỗ trợ chúng ta cái cụm loa âm thanh bom sao mà đã từng xuất hiện trên chiếc Desire 816 cũng như 610. Tuy nhiên thì nó được bù lại, cái sản phẩm này nó sở hữu cái màn hình 5 inch và cái độ phân giải của nó đạt HD. Chính vậy cái mức độ điểm ảnh nó đạt khá là cao và các bạn nhìn thì rất là sắc nét. Mặt sau của sản phẩm này thì nó được thiết kế bằng chất liệu nhựa bóng và hoàn toàn giống như chiếc Desire 816. Và cái chất liệu này thì khi các bạn cầm thì sẽ khá là bám bẩn mồ hôi và cảm giác cầm khá khó chịu. Chính vì vậy mà khi các bạn dùng lâu sản phẩm này thì mình nghĩ chúng ta nên dùng thêm chiếc ốp lưng thì nó sẽ chống chảy xước tốt hơn. Các bạn sẽ có một chiếc camera sau với độ phân giải lên tới 8 megapixel để test trợ sáng. Sản phẩm này ở mặt trước thì sẽ là camera 2 megapixel. Thì hai cái camera này nó hỗ trợ cho các bạn quay video với chuẩn Full HD. Như vậy nó sẽ phục vụ cái nhu cầu chụp ảnh tự sướng khá là tốt. Mặc dù không được như chiếc Desire 816, tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá khá cao cái mặt này của chiếc Desire 616. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một logo HTC sáng bóng nhìn rất là nổi bật. Tuy nhiên sản phẩm này thì thay vì cái ba phím điều hướng nó để ra ngoài, sẽ để vào bên trong. Chính vậy nó sở hữu cái màn hình 5 inch, tuy nhiên cái không gian mà chúng ta trải nghiệm thực sự thì mình nghĩ cũng chỉ rơi vào tầm 4.7 inch mà thôi. Ở cạnh viền thì nó sẽ làm chất liệu nhựa nhám và nó sẽ không bám bụi bẩn. Và các bạn sẽ có một phím nguồn đặt ở giữa, chúng ta ấn khá là dễ dàng. Ở bên trên sẽ là phím tăng giảm âm lượng. Và phía trên đỉnh máy chỉ có duy nhất cổng kết nối tai nghe 3.5mm. Ở phía dưới sẽ là một cái cổng kết nối micro USB mic điện thoại chính. Và cạnh trái thì hoàn toàn không có một phím chức năng nào cả. Đây là một sản phẩm mà các bạn có thể hoàn toàn tháo rời được nắp lưng ra. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái viên pin với dung lượng 2000. Tuy nhiên thì cái kích thước thiết kế của nó khá là lớn. Và ở nội thất bên trong thì các bạn sẽ có là một cái cổng, một cái khe cắm thẻ nhớ. Và sản phẩm này nó sở hữu cái bộ nhớ trong là 4GB. Tuy nhiên cái thẻ nhớ ngoài nó hỗ trợ cho chúng ta lên tới 32GB. Đây là sẽ nơi chúng ta cắm SIM 2 và đây là sẽ cắm SIM 1. Ở cái sản phẩm này thì tuy rằng hỗ trợ 2 SIM nhưng chúng ta chỉ có thể dùng được một SIM để hỗ trợ 3G thôi. Một SIM còn lại là chúng ta sử dụng 2G. Một điều khá đáng tiếc trên chiếc Desire 616 như mình nói lúc ban đầu, đó chính là sản phẩm này thay vì được trang bị cái công nghệ âm thanh bom sao thì ở phần loa ngoài cái sản phẩm này được đặt ở phía mặt sau. Và mình đã nghe thử cái chất lượng âm thanh thì nó cũng cho chất lượng khá là tốt, tuy nhiên thì sẽ không thể vượt trội như cái âm thanh bom sao như trên chiếc Desire 816 cũng như 610 được. Như vậy về tổng quan thiết kế thì chiếc Desire 616 mình đánh giá đây là một sản phẩm có thiết kế đẹp, màn hình 5 inch và cầm rất là vừa vặn trong lòng bàn tay. Ở mặt sau thì hai cái mặt nó sẽ rất là bám khi bạn cầm và cực kỳ dễ chịu thoải mái. Những bạn nữ hoặc những người dùng nam giới chúng ta cũng thể hoàn toàn sử dụng cái sản phẩm này. Về cấu hình chiếc Desire 616 thay vì sử dụng chip Qualcomm như một số sản phẩm như Desire 816 thì sản phẩm này nó được chạy con chip MediaTek 8 nhân với dung nhịp 1.7GHz. Bên cạnh đó là bộ nhớ RAM 1GB, bộ nhớ trong 4GB. Đó, sản phẩm này thì với cái con chip 8 nhân đây là một công nghệ mới mà nó có thể chạy đồng thời cả 8 nhân một lúc. Chính vậy khi mình đo cái điểm số benchmark thì phải nói là cho mình cái điểm số cực kỳ ấn tượng với hơn 24.000 điểm. Với cái điểm số như này thì các bạn biết là nó sẽ tương đương với những sản phẩm chạy chip S600 trên thị trường và nó sẽ có thể sánh ngang với những thiết bị giá rẻ như là chiếc Gen 5 cũng như Gen 6 của Asus. Và với cái cấu hình cực khủng như sản phẩm này thì khi các bạn chơi game, kể cả những game đồ họa nặng đỉnh cao như là Asphalt 8 hay một số game 3D thì hoàn toàn đáp ứng một cách mượt mà. Bên cạnh đó, một điểm cũng đánh giá khá là cao trên chiếc Desire 616 đó chính là việc hãng vẫn đang trang bị cho sản phẩm này với cái giao diện Sen 5.5 độc quyền. Tuy nhiên cái giao diện Sen 5.5 thì sẽ hơi khác một chút so với những sản phẩm đang được bán trên thị trường, những sản phẩm chính hãng. Đó là nó vẫn có một số những cái thiết kế biểu tượng icon nó khá là giống với cái giao diện Google gốc. Đặc biệt khi các bạn vào cái phần cài đặt. Ở trong phần cài đặt này thì nó sẽ các bạn thấy cái bảng điều khiển nó hoàn toàn giống như những sản phẩm
Android, Google và không có bất kỳ cái tùy biến gì cả. Đó, tuy nhiên thì khi sản phẩm này các bạn mua hàng ở diện trung bình thì sẽ được up lên cái phiên bản Roam quốc tế và nó sẽ chạy cái giao diện Zen 5.5, sắp tới nó hỗ trợ lên Zen 6 và sử dụng hoàn toàn như chiếc design 816 và không có bất kỳ khác biệt gì so với cái giao diện HTC. Màn hình chủ sẽ là một cái giao diện Blinkfit quen thuộc mà chúng ta đã từng thấy trên những thiết bị của HTC. Tuy nhiên là đây là một sản phẩm dành riêng thị trường Trung Quốc, chính vậy ở đây các bạn sẽ thấy là những cái tin tức cũng như là những cái mạng xã hội kết nối thì nó đều hiển thị những cái tờ báo của Trung Quốc, và khi các bạn up room chính hãng như up room quốc tế vào thì nó sẽ sử dụng hoàn toàn những phiên bản quốc tế. Về màn hình cũng là điểm đánh giá khá cao cho sản phẩm này khi nó sử dụng màn hình 5 inch độ phân giải HD. Cái sản phẩm này thì nó sử dụng cái màn hình LCD và cái chất lượng hình ảnh của nó cho cái cảm giác rất là trung thực, độ sáng tốt và khi các bạn nhìn nghiêng một góc thì nó sẽ không bị biến đổi hình ảnh. Và như vậy trong tầm giá 5 triệu thì chiếc HTC Design 616 với cái điểm mạnh đó chính là cấu hình cao, màn hình đẹp, hỗ trợ vấn đề giải trí rất là tốt, camera độ phân giải cao. Bên cạnh đó thì sản phẩm này với thương hiệu HTC đã được khẳng định thì nghĩ là nó sẽ có thể cạnh tranh trực tiếp được với những cái thiết bị mà như dòng sản phẩm Asus cũng như là một số sản phẩm khác trong cùng phân khúc. Và hiện tại thì nếu các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm Design 616 có thể qua hai showroom của Diệm Thông Minh, 119 Yên Thịnh và 28 Xã Đàn. Nếu có thấy hữu ích thì các bạn đừng quên like, YouTube cũng như subscribe channel. Xin chào các bạn.